À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Totan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Seleucid. Ở tập trước thì mình đã về các bạn là mình sẽ giúp cái thằng đệ Crimea này nó phòng thủ được vào khu vực này. Và với các bạn đã ổn, mình nghĩ là vậy. Nói chung là giữ được phòng tuyến và cũng không để mất quá nhiều lực lượng. Nhưng có lẽ là mình sẽ phải hồi quân một xíu ấy. Nhưng mà chưa biết kiểu gì nhỉ. Nói chung thì mình cũng không muốn chiếm thêm nhiều đất ở khu vực này. Nếu nơi nào mà cần chiếm có lẽ là chỗ này, bởi vì là mình sẽ muốn dùng chỗ đó để phát triển quân đội. Ngoài cái vùng ở tận tít xa xôi này thì nó xa quá. Bây giờ mình mà tuyển quân ở cái vùng đấy thì nó xa quá. Đấy, bây giờ mình sẽ cho các hạm đội của mình ở đây, có hai hạm đội ở đây xa cái khu vực này để mình có thể phát triển thêm quân. Nói chung thì ở khu vực này là êm rồi đúng không ạ? Chúng ta không cần phải duy trì một cái lực lượng quá đông ở đây nữa. Chúng ta sẽ dùng các đơn vị quân, hải quân của chúng ta sang bên này để kiểm soát cái vùng biển Ý này đã. Còn ở đây thì xem nào. Quân đoàn này sẽ được cho lên đây để tiếp tục công cuộc tuyển Crimea Action. Rồi, được 1 triệu đội. Bỏ bớt cái bọn này đi. Chán ghê, được còn một bố cái hai vùng có. Thì bây giờ mất mấy cái vùng này rồi. Ủa, nó phát triển voi à? Phải thế. Vùng này mình sẽ phát triển vào lương thực. Xem nó hồi thêm ít lương thực nào không. Nếu để mình phía nam này, có lẽ mình sẽ chiếm cái cảng này đó. Con nó có đông mẹ rồi đâu mà sao thuyền của mình lại nó có thằng gác thành mà sao cái tỷ lệ thắng thấp thế. Xong xong bên này cứ bóc cho anh. Rồi mình vừa chiếm được một cái vùng này quá tuyệt vời đấy. Khu vực châu Phi để về căn bản châu Phi rất là giàu có. Châu Phi này thì mình không cần nhà lính đâu. Vùng này nó mạnh về kinh tế chứ nó không mạnh về quân sự, nên là mình sẽ không tuyển quân ở đây. Và kế hoạch là mình sẽ đưa quân sang đây. Mình nghĩ là mình sẽ đưa quân sang đây và mình không chiếm đâu, mình sẽ cướp bóc để cho nó nổi loạn lên. Tiếp tục thành lập thêm các cái quân đoàn dự bị nữa. Mình còn 2 sư đoàn dự bị nữa thì phải. Rick, ở đây, phe của mình đây còn 1 tướng này. Quân đoàn cấp 4. Tuyển quân đã. Rồi. Quân đoàn này sang đây. Bổ sung tiếp các lực lượng cho khu vực châu Phi đã. Còn cái khu vực này về đây. Bổ sung quân cho quân đoàn này. Chúng ta đã tuyển được khá nhiều Crimea Archer rồi. Nói chung là ổn. Mình nghĩ là đội cung thủ của mình như vậy là ổn. Có thể mình sẽ tuyển thêm một ít nữa để dự bị thôi, chứ còn về quân đội thế nào. Khu vực này sao nào, có lẽ mình gây chiến để bắt thằng này làm chơi hầu đấy nhỉ. Thanh niên này, à, chơi được cái thanh niên này rồi. Hay quá. Bắt nốt thằng này làm chơi hầu. For while we have agreement here. Nó vừa bị mất lãnh thổ rồi. Để vừa mình bắt nó làm chư hầu thì mình mới bảo vệ nó khỏi chống lại bọn La Mã được. Nó vừa bị khôi phục lại quốc gia.
rồi. Ai chiến tranh với mày đâu mà, anh chỉ muốn mày về phe của anh thôi. Rồi, Epirus. Do not waste. À, cho mày tiền luôn. You serve the gods and your people well with this agreement. Thằng này thì mình chưa có điểm nào để có thể giao thương được với nó luôn. Baxia, nó ở một cái vùng quái quỷ như này thì làm sao mà giao thương được? Rồi. Ai. Tạm thế. Đây, nó còn một quân đoàn à. Kế hoạch của mình sẽ phải chiếm được cái vùng này. Bọn La Mã nó định sang đây đánh à? Đánh được đâu? Anh sẽ bảo vệ thằng này ở đây. La Mã. La Mã không còn nhiều quân đâu. Mình chưa tiến được sang đất của La Mã. Tiến sang là mình lại phải rút về. Đảo quát tình hình chính trị xem nào. À, nói chung trung thành góc phe nó cũng khá khá. Bọn này ghét phương Đông. Cóc nhỉ, nó ghét phương Đông. Sẽ như thế nào nếu mình cho cái phe Ai Cập để tuyệt chủng nhỉ? Quyền lực của nó quá lớn. Còn phe của mình thì không chịu đẻ này thì chết không. Mắc luôn. Hoàng hậu của chúng ta mắc. Rồi. Egeric. Egeric thì mình nghĩ là mình sẽ cho nó đi ngoại giao với các nước. Egeric Epidus là một này. Macedon là hai này. Rồi. Điểm ngoại giao tăng lên rồi. Ok. Ok, ok, bây giờ vấn đề là bây giờ ready for battle. You will march till your feet bleed. Cho này về đây để nó hồi quân. Quân đang bị thương trận trước, mình vừa phòng thủ một trận đây đúng không? Đúng rồi, thủ một trận ở đây. Hình như mình đã kéo thêm một quân đoàn nữa sang thì phải, đâu đó chỗ này. Đúng rồi, đây. Quân đoàn này cấp mấy? Rồi, quân đoàn cấp 6 luôn. Chúng mày xong rồi. Chúng ta còn quân đông lắm nhỉ? Hết rồi đấy nhỉ? Rồi. Qua lượt, qua lượt. Nói chung thì nếu mà nói về các cái faction thì mình thấy là thằng Seleucid này có thể nói là toàn diện nhất về mặt quân sự. Nó có đầy đủ tất cả các binh chủng quân. Nó nói thực sự là mình chưa thấy phe nào hơn được. Kể cả La Mã. Epidus, Macedon. Liên minh của chúng ta rất tuyệt vời đấy. At your command. Get the stakes up. Không tuyển được thằng nào. Không tuyển được thằng nào. Mấy thằng đệ của mình nó đóng ở đây này, bọn này nó không nổi dậy lên được. Thế mới đau xong.
Tình hình lại đang hết lương thực. Chết dở nhỉ, chỗ nào thấy trừ lương thực thế này. Vùng nào thì đang trừ lương thực thế này, chết không. Kiểm soát được châu Phi. Ai chà, thành này mà công là hơi bị tốn quân đấy. Commander. Your orders. Ready for orders. Your orders. Steady as we go. For orders. À, hạm đội của La Mã này chắc nó đuổi được mình đấy. Chắc là chỗ này là mình sẽ phải mất vài lượt nữa để phục hồi đây à. Tình hình chính trị. Lên chính trị rổ thịt. Dùng tiền để mua. Một cách đơn giản nhất để chúng ta tăng điểm trung thành của các phe mà không sợ giảm uy tín của phe chúng ta xuống thấp thêm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ phải gia tăng quyền lực cho các tướng lĩnh của phe chúng ta nữa. Tốn khá nhiều tiền đấy nhỉ. Còn 20.000. Cho nó lấy vợ nữa. Xem phe của mình nó đã tăng được lên đáng kể không? Cộng 2 trung thành cho tất cả các party nhé. Trừ 2 trung thành của tất cả các party. Ôi 15.000. Đắt vãi xoài. Xem uy tín của phe chúng ta sao nào. Ôi, lên chính trị tụt ác. Nhưng mà ảnh hưởng của mình chưa lên được mấy. Lượt sau chắc nó sẽ tăng bởi vì là chúng ta vừa mới dùng tiền để mua cho nó. Khu vực này vẫn có thể được kiểm soát. Phải cho hải quân đánh bộ rồi. Không vội vàng được. Các quân đoàn này nhanh chân lên một chút cho anh nhờ đấy. Các hạm đội nữa. À. Lục quân của La Mã ở đâu đây? Sao toàn cận vệ này?
Quân đoàn nào nó đóng ở châu Phi à? Oh, oh man. Trận này mình toi rồi. Quân của mình đang bị thương như này. Oh man, đánh nhau toàn cận vệ cái này. Chết. Chắc mình phải cho thuyền pháo lã tương đối quân của nó rồi bắt đầu mới cho trèo lên bờ. Chết. Mình nghĩ là vậy. Trận này nếu mà mình trèo lên bờ sớm thua lặng luôn đấy. Praetorian nó đánh cho thì chết luôn đấy. Nó toàn lính xịn này mà. Xem nào, quân nó ở kia. Chắc chắn nó sẽ phải tấn công vào cái cảng chỗ này rồi. Tất nhiên là mình sẽ cho. Support ships ready! Battle ready! Support ships at your command! My lord! Your orders, my lord! At your command, support ships! Our orders are set! Our missiles await your orders! On your orders! Support ships ready and waiting! Orders, my lord. Artillery at your command. Battle group awaiting orders. Ships at your command. Artillery awaiting orders. Ships at your command. Căng nhỉ. Quân của chúng ta đang bị thương rất nặng. Chưa biết xe, chắc chắn là mình sẽ phải đổ bộ nhưng mà có lẽ cho thầu pháo bắn nát chúng nó đã rồi mới đổ bộ được. Đổ bộ sớm chúng ta chết luôn. Battle group ready. Rồi. Cho bọn này tắt fire wheel đi đã. Chết nhỉ, bộ binh lục mình phòng thủ vậy là hải quân trong khi chúng nó toàn Praetorian này chết đó. Toàn bộ binh vãi trưởng toàn Praetorian. Không tới à? Chắc phải cho tiến vào sáng. Artillery ships ready. To the oars. Orders. Move out. Commander, set oars. Artillery awaiting orders. Hai cái thuyền này đang bị thương. Nó thông minh vãi chưởng đấy. Give way nữa này. Move out. Moving out. Artillery ships reporting. By your command. Artillery fire on the enemy. Ready. By your command. By your command. We await your command. Hold water. Fire. Enjoy yourself. Giết bọn người trước rồi.
À đúng rồi, thuyền này của mình có khả năng bắn tên. Không cần phải dùng đến khúc tên vội. Nó có từ các cái tháp canh nó bắn nữa. Thuyền pháo thì tạm dừng đi. Cho chúng nó tập trung quân lại đó. Vãi nhỉ? Chưa tiến quân vào à? Our missiles await your orders. Get moving. Move out. Move to position. Ổn. Tháp canh bắn đi chứ. Cái tháp rồi, bắn được rồi. Chính xác, bắn được rồi. Quân thua mấy nhỉ? Chết thằng nào đó. Tướng của nó đây à? Anh em tập trung bắn tướng nó luôn. Chưa vào hết à? Cứ bình tĩnh đi. Giết thằng tướng nó thì cũng sẽ giảm đáng kể tinh thần chiến đấu. Hy vọng thần Poseidon sẽ ủng hộ chúng ta. Chúng ta chỉ có thể hy vọng là thần Poseidon sẽ phù hộ cho chúng ta thôi. Ships ready. Move to position. Move out. Bắn không ăn thua mấy nhỉ? Các bạn bọn La Mã nhà có test studio. Chạy ra rồi à cu? Nó cũng không khôn phết thì nó cũng không tấn công à. Chắc mình sẽ phải đổ bộ tạ một. Assault ships ready for orders. Ôi, được, đổ bộ ít như thế chết ngay. Ừ.
nó bên kia nó chạy sang thì cũng xa rồi nhỉ. Ready, willing and able. We await your command. Increase speed. Bàn cẳng đấy. Mà hơi khó chơi là bọn Lê Dương. À nó cũng chết đấy đấy. Nhưng mà kiểu này thì chậm lắm. Mãi mới chết được một hai thằng. Mãi mới chết được thằng. Trận này hơi khó thủ, nó toàn Praetorian. Nó rất khôn, nó không chịu xông vào nữa, nó chui ra hết ra ngoài rồi. Mình đổ bộ phát là chắc chúng nó sẽ vào luôn. Nó bắt đầu di chuyển rồi. Phá rồi. Fire at will. Lã chết cho nó chơi. Rồi, từ. La Mã tấn công rồi. Từ. Biết bọn này trước, nhanh. Giết tướng nó trước đấy. Rồi, tướng nó xong rồi. The enemy general is dead. Mày. Rồi, bắn tên đầm tí cho anh. Đúng rồi, nhiệt tình vào. Pháo đâu? Pháo đâu? Bắn vào đây. Tuyệt vời luôn. Vãi nhỉ, cái binh nó xông vào kìa. Ui. Sợ con mẹ chứ nó. Ăn. Đám này ăn được rồi. Cho thuyền sát vào đây đó. Ném chúng nó. Ăn chết bọn này đi. And awaiting orders.
boy Pretorian nó đến kìa. Bắn bọn này cho anh, khẩn trương. Cho chất mấy thằng lớn nào. Rồi. Lớn nào đi. Uầy, kỵ binh của nó khôn phết nhở. Không ăn được rồi, Praetorian nó có tiếp cận rồi. One of our units has used all its ammunition. Ô, vãi ra xoài. Đội thuyền cũng bắn tên của mình đâu à? Đổ bộ nhanh. Thuyền pháo đâu? Lã nhập tinh rồi nhanh. Bọn bộ binh này thì e hơi khó để không nhỉ? Trụ được với chúng nó. Hơi khó để trụ được. Hơi khó đâu đấu được với Praetorian ấy. Chỉ có một cách duy nhất thôi. Đó là cho lực lượng này đổ bộ. Nhanh đổ bộ đi cu. Ok bọn này. Assault ships reporting. We await your command. Đổ bộ đây. Lực lượng này sắp không trụ được rồi. Không trụ được Praetorian đâu. The men are wavering. Ôi, Praetorian nó mạnh lắm nha anh em. Ôi kìa, mấy con thuyền pháo mình đâu hết rồi nhỉ? Bắn vào đây. Nhanh, khẩn trương bắn vào lưng của chúng nó thì may ra ăn được vụ này. One of our units has used all its ammunition. Bắn nhiệt tình vào lưng nó thì may ra ăn được. Không trụ được rồi, lực lượng thế này. Praetorian. Mình còn tướng mà chúng nó mất tướng mà chúng nó vẫn chiến đấu ác thế nhỉ. Nhanh, giết bọn này cho anh. Khó lắm. Khó trụ được với Praetorian. One of our units has used all its ammunition. Thế hai thằng điên này không đổ bộ nhanh thì còn làm gì ở đây? Ok. Ra đây cho anh. Bọn này. Bọn này ra lệnh cho nó đổ bộ, nó không thèm đổ bộ này. Pick your target.
Sợ mẹ thì chúng nó bắn tên. Ăn được không nhỉ? Trận này khó quá. Ô. Chặn cho nó lại. Lùi lại xíu đi, lùi lại xíu, lùi lại xíu. Rồi bọn này xuống tiếp viện ngay lập tức. Nó đang rút dần các lực lượng của nó ra để tấn công phía bên kia của mình à? Thôi xong bên này xong rồi. Hải quân của mình không giữ được khu vực châu Phi à? Không sao, lục quân của mình sẽ sang. Nhà anh. Còn thằng này nữa. Ăn. Không phải sợ. Anh em xông lên. Chiến đấu với La Mã. Để cho nó biết. Lục quân của La Mã không có gì là phải sợ cả. Không có gì phải sợ với lục quân La Mã hết. Đây rồi. Lãi vào đây cho anh. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Awaiting orders. At speed! Royal peltasts! Heavy archers! Rồi, bắn cho anh. Đam xuyên giáp đây. One of our units has used all its ammunition. Nó cũng không còn nhiều quân đâu mà. Bắn chết cho nó luôn. Thuyền đâu rồi? Bắn vào đây. Trận này là trận tử, quyết tử của chúng nó luôn. Rồi, vẫn chiến đấu một cách kiên cường. Ôi, bị vây từ hai phía cả. Vãi. Chết rồi, bọn cung tên của mình hết tên rồi. Bắn nhanh khẩn trương. Lên em ơi. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Đánh nhau với đội cận vệ của La Mã thì không dễ thế nào đâu. Check your targets. Royal counter. One of our units has used all its ammunition. Rồi, lá tên vào lưng chúng nó. Chưa biết thằng nào ăn thằng nào nhé. Chưa biết thằng nào ăn thằng nào. Úi xồi ôi. Nhanh khẩn trương bắn tên vào lưng chúng nó mới chết được. Pretorian à? Ờ, Pretorian. Anh biết chúng mày là Pretorian. Chỉ có cách bắn đam xuyên giáp vào lưng chúng nó. Rồi, đúng rồi. Nó đang mất tinh thần rồi. Cố lên. Xong. Rồi, trận này là một trận đánh tử thủ, phải nói là tuyệt vời. Mình nghĩ trận này mình thua rồi cơ. Mình không nghĩ là chúng ta có thể ăn được bởi vì đam xuyên giáp của chúng ta. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Rồi, còn hai đội này. Chiến đấu đi. Hãy chiến đấu đến những người lính cuối cùng. Nhưng mà nó bị bắn tên thì đằng sau lưng thì nó không ăn được đâu. Yên tâm đi. Đúng rồi. Lá tên thì đằng sau lưng. Ui. Mày chết. Pretorian này. Rồi. Úi dồi ôi, một chiến thắng. Phải nói là mà chúng ta lại chưa phục hồi hoàn toàn, bốn quân vị của mình bị thương vong nặng, chưa kịp phục hồi, hai đội pháo nữa. Nói chung trận này mà thủ được thì nó là một điều vi diệu rồi. Đội cung tên của chúng ta quá tuyệt vời luôn, bắn cực kỳ khủng khiếp kìa, với sát thương rất cao. Rồi, chúng ta chỉ mất duy nhất có hai đơn vị lính, trong khi chúng ta có thể phòng thủ được trận này. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi.
Cái thằng Libya nó đang nổi dậy rồi kìa. Đồng nghĩa có việc là mình sẽ có được quân rồi. Chuẩn bị chúng ta sẽ có thêm một đệ mới rồi. Cái việc mà bị bắn tên từ đằng sau lưng là một cái điều cực kỳ là khủng khiếp với đối phương đấy các bạn. Ôi tướng lại một tướng chết à. Patria Brick. Tướng ở đâu chết thế nhỉ? Nhiều tướng chết thế, tướng đây. Đô đốc hải quân này tuyệt vời. Mà còn trừ 10 trung thành. Vãi xoài. Sự kiện tào lao gì thế không biết. Phe Ai Cập đang bị giảm. Cho nó đi làm ngoại giao. Giờ này để bọn đấy nó đi ngoại giao. Dù sao mấy thằng này đỡ lãng phí. Tăng trung thành chúng nó lên. Phe Patria nữa. Nó lấy con vợ để đi làm ngoại giao. Ồ rồi. Nào. Ngon thì đánh nữa đi. Praetorian à. Mày thích Praetorian à? Tưởng Praetorian là ngon à? Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng sẽ gặp vấn đề đấy, khi lực lượng chúng ta ở đây mỏng quá. Chắc chắn thì nó sẽ phải rút quân đi rồi. Mấy ông đệ mình đâu nhỉ? Kéo quân sang đánh nó chứ nhỉ? Anh vừa phải thủ một trận với nó là tưng bừng khói lửa, chúng mình chịu kéo quân đi giúp anh à? Quân đoàn này bị hao mất một đơn vị quân. Khoai. Lực lượng chúng ta ở đây. Đâu rồi các hạm đội chúng ta đâu? Bí quá, chúng ta đúng rồi, mình sẽ chiếm cái vùng này. Cái vùng này nó sẽ tăng giáp và cho cả hải quân lẫn lục quân thì phải. Nếu mình không nhầm. Đấy là nếu như mình không nhầm. Rồi. We hunger for battle. I want hourly patrols. Đã xong. Ready for battle. You will march till your feet. Hai. Ai à, đây có 7. Chúng ta còn thiếu vài đơn vị nữa thôi. Có thể mình sẽ bổ sung ở đây. Thành này. Xem có được tuyển được thêm đội cung nào nữa không. Đây rồi, hay quá. Tuyệt vời. Chúng ta sẽ có Kirinia Archer tiếp. Mấy đệ của mình không giữ mấy cái vùng này đi nhỉ. Cứ để đấy, anh sẽ khắc xử lý thôi. Bọn này không thể chiếm được vùng này đâu. Nó nhanh cho nó vuông. Mấy thằng đệ mình chiếm được thì nó cũng lại tái chiếm lại rồi. Ồ
hầu hết các công trình mình đã nâng cấp xong rồi. Bây giờ thì mình lại đang thiếu lương thực. Cần các công trình để tăng lương thực đã. Hoài không cướp bóc nữa. Kích mãi nó cũng chả nổi loạn lên được. Thiếu lương thực ghê quá. Không nghĩ là mình có thể chiến thắng được với bọn Praetorian này. Rồi. Có sự bổ sung thêm một quân đoàn nữa sang rồi. Chúng ta có vẻ yên tâm hơn ấy. Một quân đoàn sang chuẩn bị tiến sang châu Phi. Rồi. Cái gì? Hôn nhân chính trị á? Mất chúng ta được cộng 58 điểm. Kết hôn với phe phái khác. Mất 38.000 rồi. Rồi đi ngoại giao thất bại. Ngoại giao thành công. Khỉ thật. Ô, nó giao cái vùng này cho mình à? Chúng ta có thêm một cô con gái nữa. Ô, vãi xoài. Chúng ta có thêm một tỉnh mới. Tỉnh này nó chả được cái hỗ trợ gì cả nên là mình không thiết tha lắm. Ngoài cái vựa lúa mì có cái mỏ sắt này nữa, mình sẽ chiếm lốt. Vậy đi ngoại giao nó lại cho cái này xem. Fegeric tiếp tục đi ngoại giao đi. Ờ không, với thằng Epidus này đây. Các phe khác cũng vậy, cho đi ngoại giao nhiệt tình. Cho nó đi ngoại giao thì mình sẽ không bị mất cái điểm ảnh. Rồi, phe ảnh hưởng của chúng ta đang tăng lên đáng kể rồi. Tuyệt vời, tăng lên mức 41% mà chúng ta đã được nhận cái hỗ trợ rất tuyệt vời đây rồi. Hay lắm. Hôn nhân chính trị đúng là một điều rất tuyệt vời. Tụi mình xem nào. Thế còn bọn này nó không chịu đẻ à? Mức độ ảnh hưởng của chúng ta đã tăng lên đáng kể rồi. Mất tí tiền nhưng mà chúng ta được tăng một thứ tuyệt vời hơn. Rồi. Quân đoàn La Mã ở đây. Mấy ông đệ của mình cướp bóc à? Cho mày cướp.
Chả nhẽ tao kiểm soát hết châu Phi kiểu như mày bây giờ ấy. Ồ, lại thêm một quân đoàn nữa đang tiến ra đây. Liệu mình có sống được hay không? Thêm 4 khẩu pháo. Ngoài hả? Gì đây? Hải quân của La Mã? À không, nó chỉ là một cái quân đoàn này. Hai hạm đội này sẽ có nhiệm vụ tấn công vào cái cảng nước sâu này của nó đã. Cái vùng biển này quá nguy hiểm. Quân đoàn này sẽ có nhiệm vụ kéo lên đây. Bắt thằng đấy làm đệ cho anh. Quân đoàn cấp 6. Tuyển ngay cho nó một thằng... Ồ. Thế này đi. On the move. And words are yours. Ready for battle. Quân đoàn cấp 4 ấy, mày đùa đâu. Còn ở đây nữa mình tuyển khá nhiều quân này. Rất tiếc là mình không còn tướng để có thể đây. Tướng của phe mình đây rồi. Tuyệt vời luôn, chỉ số cực ngon. What? Sật hết tiền. Thằng này nhiều kiểu đính giáo thế à? Thế thì bọn này không cần mua đính giáo nữa. Mua đính kiếm rồi. Rồi. Lệch cái gì nữa nhỉ? Xếp ăn đá à? Rồi. Khớp luôn. Ồ. Vãi. Thao Crimea Archer nhá. Vùng đệm này chiếm được cái vùng này. Phải chiếm được cái vùng này. Tốt rồi. Hai quân đoàn đang tiến sang châu Phi. Ồ, lúc nãy hôn nhân chính trị là với phe Ai Cập à? Mà tại sao chưa... uy tín của chúng ta lại tăng một cách khủng khiếp như vậy nhỉ?
Mình thử xem là bây giờ nó có phát sinh thêm một cái gia tộc nào mới không. Spy chết. Patria thôi. Trung phành các phe ở mức khá. Tiếp tục cho bọn này nó đi làm chính trị phát ạ. Con này không đủ điểm với như ngoại giao à? Ngon rồi. Mà anh làm ạ. Tấn công cái thầy này cho anh. Hạm đội La Mã đây đông ghê nhỉ. Ready for orders. Lượt sau chúng ta sẽ công cái tha cả này. Yes. Thủy quân lục chiến của chúng ta sẽ có việc để làm rồi. Thủy quân lục chiến của chúng ta sẽ có việc để làm. Ready for battle. Going aboard. Chuẩn bị nhá. Ruộng lên nào. We hunger for battle. We take this settlement. Ready for orders. Kinh không? Nó đã đóng sẵn một hạm đội ở đây. Chỉ trực chờ mình không đánh phát là nó chiếm lại luôn. Ngớm thật. Wow. Epidus. Epidus. Hay. Chiếm được tên tỉnh thứ hai nữa thì nó sẽ không bị mất nữa rồi. Thằng Epidus rồi. Ai dạ, bọn này cho hai quân đoàn vây cả nó thế này cơ. Chúng mày có cần phải hổ báo thế không? Dạ nó kinh quá.
Chúng ta cần phải kiểm soát được gì? Ai giời. Quân tiếp viện à? Ai giờ tỷ lệ thắng của chúng ta là bao nhiêu phần trăm? Ô, rất tiếc lại chỉ có 0% thôi. Mình rất thích những trận đánh kiểu này, 0% và 0%, 0%, 0%. Ôi, nó có kỵ binh Nubian này, mình cũng ngán cái bọn kỵ binh Nubian lắm. Nhưng không sao, chúng ta đã có Tarantine Cavalry rồi. Khó tuyển bọn Noob Hot Archer nhỉ, hay là tuyển Armor cũng được. Armor bắn cũng rát rồi. Thua Noob Hot một tí thôi. Rồi. Ready for orders. Battle group ready and awaiting orders. Hellenic cataphracts ready to ride. Hellenic cataphract. We attack as one. Armored elephants! Tarantine cavalry! Bọn kỵ binh này quái dị thật. What are your orders? Ai. If we are victorious and live, I will sacrifice to Zeus and Ares for their favor and help. Enemy reinforcements approaching. But we mortals must do. À, tiếp tiện cái đằng sau lưng. Cái con ngựa nó đâu nhỉ? Nubian đây rồi. Heavy onager. Mày nghĩ tao sợ mày ư? Mấy thằng này không sợ. Đây này, giết mấy con ngựa này trước này. Chúng có vẻ rất đông và nguy hiểm. Chúng ta chưa đủ quân để có thể bảo vệ khu vực châu Phi. Been discovered. Caravans ready for battle. Draw weapons. Hellenic cataphracts. Pack forward. We have discovered the enemy's hidden units. Không phải sợ. Cataphract thì không phải sợ thằng nào hết. Rồi, rút ra luôn. Rồi, cản xuống đây. Không phải xoắn. Nhanh, Cataphract rút ra.
Máu đâu? Lão vào bọn đằng sau cho anh. Bây giờ là việc của voi. Katapak hoàn thành. Katapak hoàn thành nhiệm vụ rồi, rút ra. Không phải xoắn mà cho nó. Chuẩn bị, Katapak chuẩn bị giải quyết lượt thứ hai. Rồi, Trantin Cavalry. Rồi, cứ bình tĩnh đi. Trantin Cavalry đâu rồi? À không được, cho Trantin rồi. Ôi cái bầm cái con ngựa đấy đi. Nó chả làm gì được. Tarantin rồi, về xử nó. Voi. One of our units has gone berserk. Voi của chúng ta sợ. Voi của chúng ta ít sợ lắm. Rồi, Katapak. Giết bọn này cho anh. Katapak nhanh. À, bắt pháo của anh á. Mày tuổi gì mà đòi bắt pháo? Mày đòi tuổi gì mà đòi bắt pháo anh? Mày tuổi gì? Tuổi gì? Tuổi gì? Làm gì thì làm cũng không được để chúng nó. Bọn cái gì? Bắt khẩu pháo mình à? Accessory cavalry á. Cái kỵ binh của nó mò nó tận đây cả. Rồi. Xông thẳng vào đây cho anh, không phải xoắn. Láo nhỉ, dám ném tên lửa vào quân của anh nhỉ. Láo nhỉ. Xuyên thủng nó luôn. Ăn vào đằng sau Katapak, đừng có dại mà đánh trực diện như thế. Rồi rút ra, rút ra, rút ra. Ôi, Tarantin. The enemy general is dead. Rồi. Đúng rồi, Henedic Katapak. Không phải sợ, anh em xông lên, voi đâu. Xông thẳng vào đây, không phải xoắn, không phải xoắn. Rút ra, rút ra, rút ra. Cận chiến cho anh, xử lý mấy thằng tầm xa. Rồi, Katapak lại rút ra. Katapak cánh này bị thương nặng quá. Katapak, ăn bọn này cho anh. Bộ binh thì cứ để voi nó càn. Không phải xoắn voi đâu, xông lên. Nó xong rồi. La mã này. One of our units has used all its ammunition. Rồi. Ăn chết cho nó cho anh. Katapak của chúng ta trận này. À không. Đây.
Cái gì? Tướng à? Giết bằng chết thằng tướng đó luôn. Mày, úi dồi ôi. May ha bưởi. Our general is under attack. À, tướng chúng ta bị tấn công à? Ở đây á? Thằng nào dám tấn công nữa? Tuổi gì? Có vẻ ổn rồi đấy. Ăn nữa không? Khá nhiều quân. Catapac của chúng ta trận này đi cản áp. Ôi dồi ôi, có một đội voi nó cản chết 685 thằng. Ready for further orders. May ha bưởi. Tuyệt quá nhỉ. Được một trận tuyệt vời. Chết rồi. Ai giời, đi chính trị ra lại bị xịt rồi. Cho đi làm chính trị lại xịt rồi. Hachia. Ôi, chúng ta âm 36 lương thực. Vãi cả xoài. Syria giàu có. Những vụ này giàu có thật nhưng mà tốn lương thực thế nhỉ? Để phân bổ lại lên kinh tế. Cái này nó trừ public order nhưng nó không bị trừ lương thực. Nghèo một chút nhưng mà tính toán lại nền kinh tế. Chết dở, sắp bị vỡ lợ. Đúng rồi, đáng nhẽ ra mình nên để như này nó cân bằng hơn. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.